Nữa. Hôm nay bà cho con 20 ngàn khác con đi mua mì gói rồi phải không? Dạ đúng rồi. Hôm nay con được tới bao nhiêu gói mì gói? Giờ dạ. Nói bà nghe bao nhiêu gói chứ bà không có hỏi. Bà không hỏi thùng. Bà hỏi bao nhiêu gói? Dạ. Giờ biết làm toán giỏi không? Làm toán coi nào. 30. Chuyên môn đi coi tivi học lóm người ta. Vậy thì dần làm toán thử coi nào. Dạ 30 gói. Có 30 gói thôi hả? Dạ. Ồ, bà Ngọc cho nó có 30 gói thôi hả bà Ngọc? Thùng 30 gói. Làm thùng 30 gói. Hùng mì, bà Ngọc ừ. Một hùng mì với lại. Nhưng mà tí nữa. Hả? Một hùng mì với con bao sao? Gạo. Một hùng mì với lại bao gạo bự. Ôi ôi nhiều quá ta ơi, hôm bữa mua có mấy gói hôm nay được nguyên thùng á hả? Dạ. Quá tay luôn. Chút nữa con phải cho bà xem nhà đẹp của con nha. Dạ. Để mai mốt có gì bà về cho bà ở ké nha. Dạ. Chiều kia á, bà lưng á. Khi nào bà về cái con cho bà xuống bà ở một buổi tối được không? Dạ được. Ừ, rồi cái con đi hái rau rừng cho bà ăn nha. Dạ. Đâu có nói giỡn đâu, bà thèm ăn rau lắm, bà thèm ăn rau rừng lắm. Đừng có tưởng rau rừng tốt lắm nha con, ở bên Mỹ này không có ăn đâu. Dạ. Ráng ngoan nha con, ráng chịu khói. Khi nào Tết bà về, nếu như mà bà Ngọc xuống Bạc Liêu thì bà sẽ xin xuống thăm tụi con. Dạ. Lúc đó bây giờ là nhà con là ba chị em phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ khoan chờ bà chút, bà phải viết xuống cái đã. Để cho bà phải nhớ để mai mốt bà làm quà đó. Đó bà phải viết xuống một cái nha. Chờ bà chút xíu nha. Dạ. Bây giờ bà phải viết xuống đây. Đây rồi. Ba chị em phải không? Ba chị em của bé Bạc Liêu nè. Đó, ba chị em bé Bạc Liêu. Rồi. 1, 2, 3. Rồi. Là mai mốt bà về là tụi con có quà trung thu nha. Dạ. Bà sẽ cho tụi con ăn kẹo của Mỹ nha. Dạ. Bà nói là bà sẽ làm. Nhưng mà bà Ngọc có chở bà đi không? Bà còn tùy theo bà Ngọc á. Nếu mà bà Ngọc không chở bà đi là bà bó tay, bà đâu có đi bộ được đâu. Dạ. Lát nữa con phải năn nỉ bà Ngọc. Rồi nếu mà bà Ngọc chịu quá thì bà Ngọc sẽ đưa bà đi nha. Dạ. Đó. Rồi con bây giờ con có nhà đẹp rồi. Thì con có thích Tết bà trung thu bà về bà mua sách cho con không? Dạ thích. Dạ con thích nói về cái gì? Con đã biết học ABC chưa? Dạ con chưa học tới. Vậy sao hôm bữa con biết đọc cái đó giỏi vậy? Tại con đi học lớn. Con đi học lớn nhưng mà sao con đọc được chữ nguyên chữ hay vậy? ABC con không biết mà sao con đọc được nguyên chữ hay vậy? À, nó con biết không? ABC là cái hả? Bờ cờ chữ cái đó bạn biết không? Biết không? Biết. Vậy bây giờ bà đâu có cần phải mua sách chữ cái cho con phải không? Bà mua sách sách lớp 1 ha. Dạ. Tập đọc lớp 1, tập đọc lớp 2. Xong rồi mai mốt con đi học nha. Dạ. Tới kỳ đi học con đi học. Nếu mà bà về thì bà sẽ gửi tiền ai để đóng tiền học cho con nha. Dạ. Bà sẽ làm được chuyện đó cho con bởi vì con thông minh lắm. Bà rất là cảm ơn cái sự mà thông minh của con đã nâng đỡ cho gia đình con rất nhiều. Bởi cái tiếng nói của con, bởi cái sự duyên dáng của con mà gia đình con mới được cứu. Bà nói thật, bà rất là thương mấy chị em con mà nhất là con. Con đã ghi dấu ấn cho bà biết rằng con là một đứa trẻ rất là kỳ lạ, thông minh, mà ngoan. Những sự con đối đáp với bà Ngọc, ông Tâm với lại chú Phong
là đã ghi vào trong đầu óc của bà những cái tình yêu thương mà bà muốn gửi đến cho con. Đó là các ông các bà gom góp để cho con làm được, gia đình con làm được một cái nhà. Thì bà cũng mong là bà hy vọng bà sẽ có ngày được gặp lại con. Khi đó bà sẽ tặng cho con những tập vở để cho con chuẩn bị bước đường vào học. Vì bà sẽ cho con một số tiền của năm học đầu, ok? Dạ. Dạ. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Trời ơi, nó làm gì, nó nhìn tôi say mê. Con ghét bà lắm, sao con nhìn bà say mê dữ vậy con? Dạ. Con cảm ơn bà. Dạ. Tại sao con nhìn bà say mê? Tại sao con nhìn mà say mê đến lúc con không trả lời bà được vậy? Dạ con cảm ơn bà nhiều lắm. Ừ, bà cảm ơn con đã nghĩ tới bà để gọi cho bà hôm nay. Dạ. Con biết bên Mỹ giờ này đang là mấy giờ không? Đang là 5 giờ sáng. Bà ngủ mới, bà vừa mới giật mình bà dậy. Bà định mới đi dậy, bà lấy miếng nước bà uống. Ai ngờ là bà vừa mới ngồi lên một cái là tiếng chuông phone reo. Bà tưởng là bà Ngọc chắc gọi bà hồi đêm mà bà không biết, vì đêm qua bà thức trễ quá. Bà thương một cái em bé kia mà bà ngủ không được cho tới 2 giờ rưỡi bà mới đi ngủ. Tức là bà mới ngủ được 2 tiếng rưỡi à? Dạ. Mà sáng mai bà phải đi làm rồi. Thôi kệ nó. Nhưng mà bởi vì tình yêu thương các con cho nên là bà không biết mệt là gì đâu. Mà bà cũng không có sợ là bà mất ngủ đâu, bà không có sợ mấy cái điều đó. Được nói chuyện với con là bà mừng lắm rồi. Dạ. Mà dạ. Rồi được gặp tụi con như vậy là ấy lắm. Nhưng mà tụi con hứa với bà là các con phải ngoan nha. Dạ. Bà rất là thương và cảm ơn con đã biết ăn nói, biết dạ, biết vâng. Mặc dù hoàn cảnh nghèo nhưng mà con không có nghèo chữ nghĩa, con không có nghèo cái lễ phép. Cho nên đó là một cái điểm mà điểm sáng của con, mà khiến cho những người mà ai tiếp xúc được với con đã đem cái tình thương cho con, chẳng những cho con và cho gia đình con nữa. Bởi vì bà biết rằng ba của con thì bệnh, mẹ con cũng bệnh, cho nên là đã không có thời gian để mà dạy dỗ chỉ bảo chúng con nhiều. Nhưng mà con cũng rất là tốt như vậy, tuyệt vời hơn cả nhiều con nhà giàu nữa. Con rất là tuyệt vời, phải gọi là tuyệt vời trên cả tuyệt vời đó. Bà nói vậy con hiểu không? Dạ con hiểu. Cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. À ha. Rồi con bà cũng mong rằng con giữ mãi cái sự ngoan ngoãn này nha con. Dạ. Đừng có nghĩ rằng mình lớn rồi từ từ mình thay đổi đi, đó là mình đang bán mất một cái quý báu nhất của mình. Có nghĩa là cái hành trang con mai này con lớn, bà nói vắn tắt là bà không nói xa xôi, mai mốt con đi ra ngoài đời con làm ăn ở ngoài xã hội á, người ta sẽ rất là thương những người mà biết ăn nói, thay vì họ giúp đỡ những cái người mà không biết cách ăn nói chỉ một phần. Nhưng mà con ăn nói giỏi như vậy, họ giúp con tới 10 phần. Cho nên con phải ráng con giữ gìn và học hỏi thêm những cái điều lễ nghĩa chị Toàn đã nha con. Bà không có chỉ sai con đâu nha. Dạ. Rồi bây giờ cho bà gặp mẹ của con nhé. Con chào bà. Yeah. Yeah. À, năm nay em xin lỗi là năm nay em được bao nhiêu rồi? Con 44 tuổi. 44 có nghĩa là 43 tuổi Tây mà 44 tuổi ta. Dạ. Yeah. Vậy là thua con gái cô 1 tuổi. Dạ. Yeah. Ừ, con thua con gái cô 1 tuổi. Dạ. Con gái lớn cô là 45 tuổi Tây mà 46 tuổi ta. Dạ. 2 tuổi. Dạ. Nhưng mà hôm nay có nhà mới, yên tâm chưa? Dạ yên tâm mày cô ơi. Ngủ có ngon không? Dạ ngon. Vậy là tốt lắm rồi nha. À, cũng cảm ơn các chú mà làm nhà cho rất rất là nhanh luôn. Không thể tưởng
giống như là một giấc mơ, mình nhắm mắt lại cái mình mở mắt ra mình có được ám xì bùa một cái nhà mới á. Dạ. Quá nhanh, thời gian quá nhanh luôn. Dạ. Mà coi như là ở trong nhà rất là mát mẻ yên tâm rồi phải không? Dạ. Rồi thôi vậy cũng được lắm rồi nha. Dạ. Con cảm ơn bà. Dạ, không có chi cưng. Dạ. Thì thôi bây giờ cũng mình, nếu mà mình đã được cái phần này thì mai này á, dù to dù nhỏ, dù cho thí dụ mình nghèo nhưng mà mình cũng tính theo cái nghèo, dù mình làm được những gì mà phước đức cho ai thì mình ráng mình làm nha. Dạ. Để mà mình trả lại cái phước đức ngày nay không phải là của cô đâu. Dạ. Mà là của bề trên, của Phật trời đó. Dạ. Phật trời đã bắt tụi cô, đã sai tụi cô phải đến giúp. Dạ. Cho gia đình con chứ không phải tụi cô muốn làm. Dạ. Con ở một nơi phương xa tụi cô cũng đâu biết con là ai. Dạ. Đúng không? Dạ. Con dẫn chứng cho con nghe nè, tụi cô đâu biết con là ai mà tự nhiên tụi cô phải mang thân tới xin làm nhà cho con. Dạ. Thì có phải rằng là tụi cô được Phật trời sai khiến là phải đến giúp chúng con, cho nên cái phước này là cái phước mấy mươi đời trước của gia đình con. Dạ. Nhưng mai này cô mong rằng thí dụ như con luôn luôn phải niệm Phật nha. Dạ. Cảm ơn Phật trời. Dạ. Và đồng thời dạy dỗ con cái cho nên người. Dạ. Người cũng như là con thí dụ con đi hái một lọng rau rừng, con cho một người nào đó mà người ta cần tới, cũng là việc thiện nha con. Dạ. Để trả lại ơn trời đất. Dạ. Rồi cô có mấy nhiêu lời thôi. Dạ. Rồi gia đình sống hạnh phúc nha. Dạ vậy con cảm ơn cô. Dạ, nhớ nha, gia đình sống hạnh phúc, dạy dỗ con cái cho ngoan nha. Dạ dạ con cảm ơn cô. Con hiểu được tiếng của cô nói không? Cô nói tiếng người Bắc cho nên không biết con có hiểu không? Dạ nghe, con nghe. Ồ, rồi cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, dạ cảm ơn cô nha. Okay. Dạ, cô, dạ. Cô sức khỏe mạnh giỏi nha cô. Dạ, cảm ơn em cũng dạ. Vậy nhé. Ở nhà dạ. Mạnh giỏi nha. Dạ. Ráng làm nuôi con nha. Dạ. Bây giờ cái nhà yên tâm rồi, ráng đừng để cho con bữa đói bữa no nha con nhé. Dạ dạ. Ráng cái gì cũng vì các con hết. Dạ, đừng để luôn con bữa no. Dạ cảm ơn cô nghe cô ơi. Dạ dạ dạ. Bây giờ cho cô nghĩa cái nhà chút xíu nha. Dạ. Nhà con cô quay thôi. Quay ra quay cái nhà. Ờ, Phong ơi. Dạ. Phong đi trời ơi đưa em lúa. Phong quay cái nhà. Quay nhà cho chị xem nè. Đẹp lắm chị ơi, đẹp quá trời, nếu mà không có chị nhúng tay vô là thôi là không xong rồi đó. Cái này Phong hả? Phong này đẹp trai quá ta. Ăn thân da mà chị. Có bàn thờ nữa này. Có bàn thờ rồi chị. Ờ, căn nhà đẹp quá ta ơi. Chị, đẹp chưa chị? Ở cái lát tường đó là làm bằng cái gì vậy Ngọc? Dạ, cái này là cái kiểu hơi cạnh ba đó rồi. Cái loại mà nhà đá chị đá là nó gạch đầu nó mặt lạnh luôn, nó đi đá nữa. Dạ. Wow. Đẹp lắm luôn á chị. Giống như là ceramic là cái gì đá hoa cương á. Dạ đúng rồi, không phải đá nhập nước ngoài á. Đá nhập nước ngoài, thứ cái đá mà dán tường nhà em đó chị nhớ không? Dạ dạ. Dạ đúng nhớ, dán tường nhà em đó là giống cái đá này nè, nhưng mà nó giả đá. Nhưng mà mình dựng như vậy có vững không? Dạ đúng. Đẹp vô cứng nhắc hả chị? Dạ cứng như đá. Đá vừa. Nè em, hãy chị dừng anh. Đẹp lắm chị ơi. Này mà đá mà này gì mà nếu mà cái này mà mình quá thì chị thấy làm cách này đẹp quá. Thay vì xây tường thì làm cách này nó có đắt hơn không? Dạ sao chị? Dạ chị yêu. Làm cái cách đó thì nó có đắt hơn là mình xây tường không? Dạ làm cái này á, không cái này nó rẻ hơn xây tường, chứ chị xây tường đắt hơn. Nếu mà như vậy mai mốt mình cứ theo cách này mình làm đẹp quá trời luôn. Dạ. Coi cái cửa này chị nó cứng nhắc luôn á chị. Cái cửa nó dày, coi nè nó dày một chấm luôn. Mà ai có mai mốt bị thật quá, cái cửa cũng đẹp nữa, cái căn nhà này. Cái căn nhà này chị phải nói là phùng 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 đó.
chị biết sao? Cực gì? Dạ, mà chị biết sao mà cái căn nhà này tiện ích mà được lớn không? Chị biết sao không? Được lớn là do cái tâm chị lớn quá đó. Không phải là mấy cái chú nó làm chị khỏe, nó không có tiền công. Không có tính công, thứ nhất thứ hai nữa chị không quyết đoán, chị không. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ ở ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình